Cắt luôn. Thưa tất cả quý vị, phải nói là từ thiện là một việc làm mà xuất thân từ lòng yêu thương khi chúng ta dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Và đối với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long thì khi mà trở về với quê nhà của mình thì chính khán giả là những người đã từng yêu thương Kim Tiểu Long ở khắp mọi miền đất nước và khán giả ở kiều bào ở hải ngoại rất yêu mến Kim Tiểu Long. Ok, được, chào đi. Cho nên là từ những tình thương đó, Kim Tiểu Long chia sẻ tình cảm của mình đối với bà con quê nhà tại Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Long. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với chương trình từ thiện. Và chương trình từ thiện này thì chúng ta gặp gỡ các ca sĩ, các nghệ sĩ được yêu mến. Và thưa quý vị, đối với việc từ thiện, nếu như chúng ta có sao kê thì coi như là từ thiện mãi đỉnh. Cho nên chúng ta cũng như đặc biệt là các văn nghệ sĩ luôn luôn lấy này lắp cho để chia sẻ hoàn cảnh. Em đây hả? Anh dài hả? Có bây giờ tiếp theo chúng ta nghe nhạc. Chương trình sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ cùng đến bài hát mang tên bài ca bất kỳ nam Thơ Lê Giang, nhạc Lương Nhất Vũ. Bye bye với em nha. Chúng ta sẽ gặp gỡ với phần trình diễn của hai ca sĩ được yêu mến, đó là Cao Sĩ Hùng và Nhật Minh. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay lớn nhất. Mấy anh về Hương Lộ Bình An nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dũng Liêm sẽ hẹn ngày gặp lại mấy anh, mấy chị. Chú ghi số nha. Chưa lấy ai tới à? Bây giờ mấy anh chị về Sài Gòn rồi ha. Bây giờ là sao ơi? Bà con ơi, vô những quà bà con ơi. Bây giờ chân tới giờ rồi, tới giờ rồi. Kêu phải vô nhà trước. Vô quà bà con. Tới giờ rồi mọi người ơi, vô đây nhận quà mọi người ơi. Thank you.
mời khách bà con lại nhận quà là 1 giờ nhưng mà nghĩ là 12 giờ là bà con sẽ tới. Hôm trước bà con đã từng tới sớm quá cho nên bà con ngồi nắng quá chịu không nổi. Cho nên là các bạn cứ hát đi rồi lát nữa các bạn thích thì hát lại nữa. Ok. Thưa tất cả quý vị, vừa rồi thì chúng ta vừa đến với phần trình diễn của hai ca sĩ đẹp trai, đó là Cao Sĩ Hùng và Nhật Minh. Còn bây giờ, Triệu Dân xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Song Trà, ca khúc được mang tên Chiều Sân Ga. Và với ca khúc này, chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay chào đón một nữ ca sĩ có một giọng hát. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn nữ ca sĩ Lê Duy, cảm ơn dòng chào tay của tất cả quý vị dành tặng cho nữ ca sĩ Lê Duy. Thưa quý vị, phải nói là khi đến với Vũng Liêm, Vĩnh Long, quê nhà của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, thì chúng ta cũng có dịp đi ngang qua rất là nhiều các tỉnh thành, và đặc biệt là tỉnh Bến Tre. Và khi nhắc tới tỉnh Bến Tre là chúng ta lại nhắc tới một bài hát mà phải nói là khi mà các ca sĩ cất lên bài hát này là chúng ta lại có những kỷ niệm về Bến Tre. Ở đó chúng ta bắt gặp hình ảnh không chỉ có những con sông, những mái nhà tranh thật là đẹp, mà ở đó còn có người con gái Bến Tre thật là đáng yêu. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với bài hát được mang tên Phải Lòng Cô Gái Bến Tre. Và với bài hát này, xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón phần trình diễn của năm ca sĩ được yêu mến, Trường Bảo. Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón nam ca sĩ Trường Bảo. Dạ, xin cảm ơn anh Dương rất nhiều. Và lời nói đầu tiên cho Trường Bảo xin gửi đến cô dì, chú bác, anh chị em có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc cho tất cả toàn thể, tất cả anh chị các bạn một buổi trưa tràn đầy năng lượng và nhiều may mắn và hạnh phúc ạ. Dạ, xin cảm ơn. Hoài học có nghe ước gì được trăng
đường về Bến Tre mình đi đường nào vậy? Dạ đường về Bến Tre mình về Vũng Liêm được không? Dạ không phải, đường Bến Tre là đi Bến Tre, còn Vũng Liêm là đi Vĩnh Long đúng không ạ? Dạ xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.